Myanmar là ai? Chúng tôi đang ở đâu? Chúng tôi có khả năng gì? Đáp án cho những câu hỏi được tìm thấy ngay sau đây. Sự thịnh vượng bền vững cho tất cả và một môi trường thiên nhiên bền vững. Điều mà Myanmar sẽ theo đuổi trong giai đoạn tới. Với Myanmar, chúng tôi hướng đến một xã hội mà trong đó phản ánh bốn khía cạnh sau. Một xã hội tiết kiệm năng lượng, một xã hội mà tất cả mọi người có thể an tâm sống và làm việc. Một xã hội mà mọi người có thể an tâm thụ hưởng sự phong phú của thực phẩm. Một xã hội có thể mang lại một cuộc sống thú vị với đầy những trải nghiệm phong phú và trọn vẹn. Công nghệ hàng đầu thế giới của chúng tôi sẽ tạo ra những giải pháp khả thi trong tương lai. Khái niệm công nghệ Myanmar. Nhận ra giá trị tối đa từ những nguồn lực cơ bản. Công nghệ luân chuyển năng lượng nhằm giảm thiểu chất thải. Technology that frees us from harsh and dangerous working conditions. Myanmar phát triển đa dạng các công nghệ trong thế kỷ tới. Công nghệ này được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau. Các lĩnh vực mà công nghệ Myanmar thể hiện thế mạnh của mình là đất đai, biển, thành phố và hành tinh này. Vâng, chủ trương của Myanmar là trái đất. Và Myanmar hoạt động kinh doanh đa dạng theo chủ trương đó. Lĩnh vực kinh doanh, động cơ, nông nghiệp, máy móc thiết bị xây dựng, công nghệ tàu thủy và nguồn cung cấp điện và nhiệt. Giá trị cốt lõi của mỗi chúng tôi là mức độ tin cậy, sự hiệu quả và sự đổi mới. Không ngừng nỗ lực đến khi tìm ra các giải pháp cho khách hàng trên toàn thế giới để mang đến một tương lai phồn thịnh. Chúng tôi vượt qua giới hạn của kinh doanh bằng những hoạt động thúc đẩy nền văn hóa và giáo dục thế hệ tương lai trên khắp thế giới. Sự thịnh vượng cho tất cả. Một môi trường thiên nhiên bền vững. Một tương lai không tồn tại nếu không gắn liền với hai yếu tố trên. Hướng đến 100 năm tiếp theo, tạo ra những giá trị mới cho xã hội thông qua công nghệ. A sustainable future. Myanmar. Giới thiệu hai dòng máy AVK70V SVN và AVK82V SVN. Trải qua hơn 4 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, Myanmar đã nhận ra rằng điều kiện ruộng tại thị trường Việt Nam khác hẳn so với các quốc gia khác trên thế giới. Vì vậy, Myanmar đã không ngừng nghiên cứu cải tiến các dòng sản phẩm mang tính chuyên biệt dành riêng cho thị trường Việt Nam, nhằm đưa ra những dòng sản phẩm tối ưu nhất, hiệu quả nhất và đặc biệt là đáp ứng nhu cầu của bà con nông dân. Với hai dòng máy gặt đập liên hợp là AVK70V SVN và AVK82V SVN đang được bà con ủng hộ mạnh mẽ, chỉ dành riêng cho thị trường Việt Nam, với những tính năng vượt trội, phù hợp với mọi điều kiện ruộng khác nhau. Xin trân trọng được giới thiệu model hoàn toàn mới, đó chính là máy gặt đập liên hợp Myanmar AVK70V SVN và AVK82V SVN. Với model mới này sẽ giúp các chủ máy có thêm lợi thế cạnh tranh ngay cả những điều kiện ruộng khắc nghiệt hoặc yêu cầu cao của chủ ruộng khi đi cắt. Vì vậy sẽ giúp chủ máy mở rộng thị trường cắt lúa và đem về lợi nhuận cao hơn nhờ tính hiệu quả của máy và được bà con nông dân đánh giá cao. Chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn các tính năng vượt trội của dòng máy gặt đập liên hợp Myanmar model mới này. Hiệu quả kinh tế cao. Năng suất hoạt động là yếu tố đầu tiên khi nói về máy gặt.
Máy gặt Yanma có năng suất hoạt động cao nhờ tốc độ di chuyển khi cắt có thể đạt đến 1,85 m/giây đối với máy AVK70V SVN và 1,91 m/giây đối với máy AVK82V SVN. Ngoài ra, chiều rộng hàm cắt đến 2 m giúp cắt lúa nhanh hơn, thời gian cắt được rút ngắn hơn từ 10 đến 20 phút trên 1 hecta so với máy gặt khác. Tính trung bình một ngày, máy gặt Yanma có thể cắt nhiều hơn 1 đến 2 hecta. Mặc dù với tốc độ cao và hàm cắt rộng, nhưng độ tiêu hao nhiên liệu của máy gặt Yanma lại ít nhờ tính đồng bộ cao và hoạt động vượt trội của động cơ Yanma, là trái tim của máy gặt và là niềm tự hào của tập đoàn Yanma. Trên thực tế, chúng tôi đã tiến hành so sánh mức tiêu hao nhiên liệu của máy gặt Yanma so với máy gặt khác. Trên cùng đơn vị diện tích, cùng điều kiện đồng ruộng và loại lúa, kết quả thu được là máy gặt Yanma chỉ tiêu thụ 12 lít trên hecta và thời gian cắt là 70 phút trên hecta, trong khi dòng máy khác lại tiêu thụ đến 18 lít trên hecta và thời gian cắt là 80 phút trên hecta. Như vậy, máy gặt Yanma sẽ giúp bà con tiết kiệm một khoản chi phí nhiên liệu gần 600.000 trên ngày, tương ứng với 18 triệu đồng trên một tháng. Động cơ Yanma được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản và sự đồng bộ cao với 4 xi lanh đường kính 98mm cho tổng dung tích là 3.318 phân khối. Đặc biệt, động cơ được trang bị đến 4 xu bắp trên 1 xi lanh, giúp máy hoạt động mạnh mẽ và ổn định. Với thiết kế độc quyền và duy nhất của động cơ Yanma, giúp máy hoạt động trong khoảng thời gian dài liên tục mà khó bị nóng động cơ gây ra nứt nắp quy lách. Thiết kế tối ưu. Máy gặt đập liên hợp Yanma phiên bản mới được thiết kế tối ưu giúp giảm thiểu thất thoát lúa và lúa sạch hơn với mọi điều kiện khác nhau của đồng ruộng. Cụ thể là thiết kế bằng tải lúa kết hợp với cánh tác trung gian, hay nói nôm na là thun đập phụ, giúp phân phối lúa nhanh hơn và đều hơn vào buồng đập, từ đó giảm thiểu việc nghẹn lúa gây khó khăn và mất thời gian cho người vận hành máy. Buồng đập máy gặt Yanma được thiết kế lớn và dài, 0,64 x 1,85 m, giúp thời gian đập lúa trong thùng đập được lâu hơn, đập nhiều lúa hơn và kỹ hơn, giúp lúa ra bao sạch hơn và giảm thiểu thất thoát rơi vãi sau thu hoạch. Chúng ta cũng không thể bỏ qua được hệ thống sàng với kích thước 0,85 x 1,41 m, giúp sàng lúa sạch hơn và độ thất thoát lúa ít hơn nhờ hệ thống sàng lớn và dài. Và đặc biệt hơn nữa, chúng tôi luôn tự hào rằng hiện nay các dòng máy gặt đập liên hợp tại Việt Nam chưa có cơ cấu khoan vui được thiết kế hướng lên đầu sàng, giúp gia tăng thời gian sàng lúa. So với các dòng máy khác thì khoan vui được thiết kế song song với khoan lúa, nên lúa chỉ được đổ từ giữa sàng nên lượng thất thoát nhiều hơn và lúa không sạch. Thùng chứa lúa dung tích 490 lít giúp người đóng bao có thể đủ thời gian để thay bao hướng lúa. Thùng nhiên liệu lên đến 90 lít giúp máy có thể hoạt động liên tục mà không phải dừng lại đổ thêm nhiên liệu. Máy gặt Yanma được thiết kế thêm dàn băm rơm. Mục đích của việc băm rơm là giúp cho bà con dễ dàng hơn, đặc biệt trong vụ mưa. Không cần phải đốt đồng, không cần phải tốn nhân công gom rơm và phần rơm sau khi băm nhuyễn rất tốt cho đất, làm phân hữu cơ và nếu cần thiết có thể xới ngay sau khi gặt. Nếu máy kéo của chúng ta khi xới đất có gắn thêm hệ thống phun thuốc Trichoderma giúp phân hủy rơm nhanh và chống sâu bệnh thì đó là sự kết hợp rất hoàn hảo. Đối với chủ máy thì đây là một lợi thế cạnh tranh so với các dòng máy khác. Theo ý kiến từ chủ đất thì máy gặt nếu gắn dàn băm rơm có thể giá cắt cao hơn 20% cũng có thể chấp nhận được. Vận hành tốt trên ruộng lầy. Máy gặt Yanma được thiết kế giúp hoạt động tốt trên mọi điều kiện đồng ruộng, đặc biệt là trên những đồng ruộng lầy lúng. Máy sẽ phát huy tính năng vượt trội hơn hẳn so với dòng máy khác mà không làm giảm thiểu hoạt động của máy. Với bánh xích dài 1.700mm và rộng 500mm cùng 54 mắt xích giúp tăng diện tích tiếp xúc với mặt đất và từ đó giúp máy không bị sa lầy mà vẫn giữ độ ổn định khi vận hành. Cùng chiều cao gai đạt 45mm giúp gia tăng khả năng bám đất và vượt lầy tốt hơn. Hơn thế nữa, khoảng sáng gầm của máy cao đến 327mm, cao hơn hẳn khoảng sáng gầm của các hãng máy gặt khác trên thị trường Việt Nam hiện nay, giúp máy vượt lầy trong hầu hết mọi điều kiện ruộng. Thanh ngang của gầm máy được nâng lên cao hơn, đường kính bánh tăng xích lớn hơn nhằm giảm thiểu bùn đất và rơm cuốn vào trong xích. Với các thiết kế chuyên biệt cho việc đi lầy, giúp máy có thể thực hiện các thao tác như chuyển hướng, tiến lùi một cách dễ dàng, ngay cả trong điều kiện ruộng lầy và lúng sâu. Cùng lúc đó là thiết kế trọng tâm máy thấp và đều, giúp máy hoạt động ổn định, giảm thiểu rung lắc,
tạo cảm giác thoải mái cho chủ máy trong suốt quá trình vận hành. Nhiều chủ máy gặt thường lo lắng khi vào mùa mưa, việc thu hoạch lúa trở nên rất khó khăn khi ruộng lầy lội mà lúa lại ngã. Mô hình mới của máy gặt Yanma sẽ giúp bà con yên tâm cho cả chủ máy và chủ ruộng, giúp giảm thiểu thất thoát lúa đến mức tối đa và lúa ra bao sạch hơn, tương thích hiệu quả với mọi loại ruộng lúa. Không những thế, nhờ những tính năng vượt trội nêu trên cùng với sự đồng bộ cao đã giúp cho máy gặt Yanma có thể vận hành tốt ngay cả khi cắt lúa ngã. Hàm cắt Yanma được thiết kế giúp cắt lúa ngã tốt hơn ngay cả khi cây lúa nằm sát đất. Nhờ độ cân bằng cao của máy giúp cho máy không bị rung lắc mạnh khi gặt lúa, đặc biệt là lúa ngã, sẽ giúp chủ máy yên tâm hơn và giúp người vận hành máy được dễ dàng hơn nhằm giảm thiểu tối đa thất thoát lúa sau thu hoạch. Tính năng vận hành dễ dàng ưu việt. Với mục đích mang lại sự thoải mái và bớt đi sự mệt nhọc trong quá trình làm việc cho người vận hành, chúng tôi đã thiết kế không gian buồng lái rộng rãi và tiện lợi hơn. Góc nhìn rộng và cao giúp người vận hành dễ dàng quan sát, mang lại sự an toàn trong lao động và thuận tiện khi cắt lúa. Cần điều khiển tích hợp nhiều chức năng như nâng hạ hàm cắt, chuyển hướng máy trái, phải, nâng hạ guồng gặt. Và tất cả các thao tác này đều được điều khiển bởi một cần duy nhất, giúp người vận hành thao tác dễ dàng, nhanh gọn và thuận tiện hơn. Các cần ly hợp đập và ly hợp gặt được đặt ngay bên hông người vận hành và cần ly hợp đập nằm sát người vận hành hơn, tạo cảm giác thoải mái và thuận tiện. Ngoài ra, người vận hành có thể yên tâm hơn khi bị nghẹn lúa nhờ thiết kế cần trả nhẹ nhẹ và thuận tiện, mặc dù rất khó xảy ra đối với máy gặt Yanma. Tóm tắt các điểm mạnh của phiên bản mới máy gặt AVK70V SVN và AVK82V SVN. Máy hoạt động tốt trong mọi điều kiện trồng ruộng, kể cả lúa ngã và ruộng lầy. Thiết kế gầm máy cao 327mm, bánh xích rộng 500mm, dài 1700mm, 54 mắt giúp máy hoạt động ưu việt ngay cả trên điều kiện khắc nghiệt như ruộng lầy lúng. Băng tải kết hợp canh tác trung gian phân bổ lúa đều vào buồng đập. Buồng đập được thiết kế dài và rộng giúp lúa sạch hơn và giảm lượng thất thoát lúa. Động cơ của máy gặt được trang bị 4 xi lanh với 4 xu bắp trên 1 xi lanh, giúp máy hoạt động mạnh và ổn định hơn, nên máy gặt Yanma cắt nhanh hơn các máy khác 1 đến 2 hecta trên ngày và tiết kiệm hơn 600.000 đồng trên một ngày cắt chỉ riêng chi phí nhiên liệu. Máy kéo EF514. Xin ra mắt cùng quý bà con dòng máy Yanma được mệnh danh là vua máy kéo tại thị trường Thái Lan, nay đã có mặt tại Việt Nam với hai phiên bản EF514TBDVN và EF514 Manchester United với tổng công suất là 51 mã lực, đem đến nhiều tính năng ưu việt vượt trội phù hợp với thị trường Việt Nam. Được trang bị động cơ 4TNV88, động cơ mang đến niềm tự hào cho tập đoàn Yanma trên toàn thế giới. Thiết kế với công suất mạnh mẽ, ít tiêu hao nhiên liệu. Bên cạnh đó, máy kéo EF514 có thể hoạt động với tần suất làm việc cao và khắc nghiệt nhất, nhưng vẫn đảm bảo công suất máy và đặc biệt máy không bị quá nhiệt và độ bền cao, phần nào khẳng định thương hiệu Yanma đã hơn 100 năm. Hơn thế nữa, máy được thiết kế trục cầu sau với đường kính lớn và là trục cầu thẳng, được thiết kế chuyên biệt cho việc lắp bánh lồng chỉ dành riêng cho đồng ruộng lê lúng tại Việt Nam. Máy kéo Yanma EF393T với thiết kế hiện đại tiên tiến, model máy kéo EF393T đã gây cuốn hút ngay cái nhìn đầu tiên và không thể cưỡng lại được. Không những thế, được trải nghiệm máy EF393T với động cơ 3TNV88 là điều mơ ước của bao nông dân đang sử dụng máy kéo tại Việt Nam. Với thiết kế nhỏ gọn, máy kéo EF393T có thể vận hành rất dễ dàng, linh hoạt trong mọi điều kiện ruộng, phát huy tối ưu ngay cả ruộng nhỏ hẹp. Và hơn cả mong đợi, trục đuôi sau được thiết kế chỉ riêng cho thị trường Việt Nam với đường kính lớn và là trục đuôi thẳng, giúp khách hàng có thể yên tâm khi lắp bánh lồng. Máy kéo EF725T. Cái tên đã nói lên tất cả. Với thân hình lớn hơn các dòng máy kéo khác của Yanma, máy kéo EF725 với động cơ 72 mã lực 4TNV98 đã khẳng định đẳng cấp của mình với sự mạnh mẽ, bền bỉ. Đặc biệt, máy có thể phát huy tối đa công suất khi vận hành tại những cánh đồng lớn, không chỉ ruộng lúa mà còn phù hợp với những cánh đồng hoa màu khác. Giống như hai dòng máy EF393T và EF514,
Dòng máy EF725 được thiết kế thêm với 4 su bắp trên 1 piston. Tổng cộng 16 su bắp phân bổ đều cho 4 piston vận hành với công suất 72 mã lực, giúp chủ máy có thể yên tâm lái máy cả ngày với khả năng chịu tải và gắn được nhiều nông cụ khác nhau. Cùng với 8 số tiến và đồng tốc 8 số lùi kết hợp bán kính quay vòng nhỏ giúp máy vận hành linh hoạt, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao thu nhập cho chủ máy. Thật thiếu sót nếu không nói tới hệ thống điều khiển lực kéo được tích hợp tự động, giúp điều chỉnh độ sâu nông cụ làm việc chỉ với thao tác gạt cần đơn giản, thích hợp cho những công việc cần tải kéo nặng và khô như cày bừa và xới đất. Động cơ Diesel được biết đến là công ty sản xuất ra dòng máy Diesel kích thước nhỏ làm mát bằng nước nằm ngang đầu tiên trên thế giới chuyên phục vụ trong nông nghiệp. Với bề dày kinh nghiệm trong ngành sản xuất máy nông nghiệp từ buổi sơ khai, Yanma đã thiết kế ra dòng máy nổ với hai model TF và TS từ 7 mã lực đến 23 mã lực, phân phối trên toàn cầu, được biết đến là động cơ mạnh mẽ, ít tiêu hao nhiên liệu, bền bỉ cùng chất lượng ưu việt. Máy cây lúa Yanma AP4 và VB7D25. Yanma cho ra đời máy cấy đi bộ AP4 với thiết kế đơn giản, dễ vận hành, cùng độ bền cao được coi là giải pháp cấp thiết và phù hợp cho những cánh đồng vừa và nhỏ tại Việt Nam. Với lợi thế là chi phí đầu tư thấp mà hiệu quả lại cao, phù hợp cho nhiều đối tượng sử dụng. Máy được trang bị động cơ xăng cấy 4 hàng với khoảng cách là 30cm, mang đến năng suất trung bình 1 hectare mỗi ngày sẽ giúp bà con nông dân nhanh chóng thu lại vốn. Máy cấy Yanma VB7D25. Yanma đã đưa ra dòng máy cấy VB7D25 được sản xuất theo tiêu chuẩn Yanma Nhật Bản. Khoảng cách giữa các hàng là 25cm. Tuy nhiên, người dùng có thể điều chỉnh khoảng cách giữa các cây trong hàng, điều chỉnh độ sâu cấy cũng như số lượng cấp mạ trong khi cấy. Đặc biệt, bộ phận cấy tự động cân bằng theo phương ngang giúp duy trì độ sâu cấy chính xác, tay cấy với cơ cấu xoay tròn cùng tốc độ làm việc nhanh và thanh dẫn hướng mạ làm mạ đứng thẳng như cấy tay, giúp gia tăng năng suất và hiệu quả làm việc. Bên cạnh đó, máy được trang bị động cơ diesel 3 xi lanh 4 thì làm mát bằng nước, giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu lên đến 30% so với động cơ xăng, năng suất bình quân đến 4 hectare trên một ngày. Dịch vụ sau bán hàng. Yanma luôn mong muốn đem lợi ích của khách hàng lên hàng đầu bằng việc không những cung cấp sản phẩm chất lượng và phù hợp với thị trường mà còn đảm bảo dịch vụ sau bán hàng một cách tốt nhất, hiệu quả nhất. Chúng tôi thực hiện theo phương châm của tập đoàn Yanma Nhật Bản là luôn luôn quan tâm đến khách hàng. Vì vậy, chúng tôi luôn trau dồi kỹ năng, kiến thức cũng như là tích lũy kinh nghiệm để có thể hỗ trợ cho hệ thống đại lý và khách hàng được tốt nhất. Bên cạnh đó, việc thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo kỹ thuật cho nhân viên hệ thống đại lý, nâng cao tay nghề, kiến thức và phối hợp với chúng tôi để mà hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm Yanma được hiệu quả và bền bỉ. Từ đó tạo sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm Yanma và cũng như là dịch vụ hậu mãi của Yanma tại thị trường Việt Nam. Sự hài lòng của khách hàng là niềm vui trong công việc của chúng tôi.